Khởi nghiệp từ niềm đam mê, người đàn ông mở quán ăn nhậu kiếm hơn 4 tỷ đồng mỗi năm nhờ việc đánh vào lòng tham của thực khách. Anh Xiao Chang, 28 tuổi, sinh sống tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Trước đây, anh là một nhân viên văn phòng với mức thu nhập 3.000 nhân dân tệ trên một tháng, khoảng 9,9 triệu đồng. Tuy nhiên, công việc của anh không có sự thăng tiến, chỉ dậm chân một chỗ. Bỏ ngoài tai những lời gièm pha, anh quyết tâm viết đơn xin nghỉ việc rồi đi theo con đường đam mê mình lựa chọn. Sau đó, anh vay mượn tiền người thân, bạn bè, mỗi người một ít để đầu tư quán. Đứng trước tình thế cần cấp, Xiao Chang đã nghĩ ra một cách thu hút khách hàng, đó là tặng bia cho những ai đến quán ăn, với điều kiện họ phải chơi một trò chơi. Mỗi khách hàng sẽ được phát 10 chiếc vòng, nếu ném trúng 3 trên 10 sẽ được tặng bia uống trong bữa ăn hôm đó. Đặc biệt hơn, nếu vị khách nào trong một tiếng uống hết 50 chai bia, sẽ được miễn phí toàn bộ số bia đó cùng đồ ăn đã gọi. Còn nếu không, họ bắt buộc phải thanh toán những đồ ăn cùng số bia trên. Nhờ sự thông minh lanh lợi đã giúp Xiao Chang kiếm bội tiền. Chỉ sau một năm mở quán, anh Chang bỏ túi 4,3 tỷ đồng sau khi trừ mọi chi phí như tiền thuê nhà, tiền lương nhân viên, thực phẩm.